Hôm nay chúng ta sẽ sang một cái phần cuối cùng của cái phần liên quan đến xác suất. Thì sau đó thì 3 giờ chiều tuần thứ hai tuần sau chúng ta sẽ thi giữa kỳ nhé. 3 giờ chiều thứ hai tuần sau chúng ta sẽ thi giữa kỳ. Sao lại thứ hai à thế? À quên, 3 giờ chiều thứ sáu tuần sau nhé, chúng ta sẽ thi giữa kỳ. Thì tôi sẽ căn dặn thêm một chút. Thì bây giờ chúng ta vào một cái phần người ta gọi là luật số lớn. Thế chúng ta thấy biết rằng là khi mà chúng ta tiến hành một cái thí nghiệm nhiều lần ấy, thì cái kết quả trung bình của chúng ta sẽ càng ngày càng tiến gần đến cái kỳ vọng và càng ngày càng gần hơn khi mà chúng ta tiến hành thêm càng nhiều lần. Ví dụ nhé, các bạn có cái con cái đồng xu có hai mặt mà sấp vào mặt ngửa, nếu cái đồng xu đấy là đều, khi các bạn tung lên thì các bạn sẽ kỳ vọng là 50% là sẽ là mặt sấp và 50% là mặt ngửa, đúng không? Nếu các bạn tung 10 lần thì có thể xuất hiện 4 lần sấp và 6 lần ngửa, tức là 40% là sấp và 60% là ngửa. Các bạn tung 100 lần thì lại có thể xuất hiện 51% là sấp và 49% là ngửa. Nếu các bạn tung 1.000 lần thì lại có thể là xuất hiện 499% là sấp và 501% là ngửa. Thì chúng ta càng tung nhiều ấy, thì cái xác suất của một đồng xu nó của một mặt ở đấy nó càng tiến gần về đến 0,05 nhé. Tương tự cũng như đối với con xúc xắc cũng vậy thôi. Nếu các bạn cứ tung thật nhiều lần, các bạn tính cái giá trị trung bình của các cái mặt ấy thì dần dần nó sẽ tiến về 3.3.5 nhé. Thế thì đây gọi là luật số lớn. Tức là khi một cái thí nghiệm chúng ta tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái giá trị chúng ta thu được sẽ càng ngày càng gần với giá trị kỳ vọng nhé. Thế thì luật số lớn người ta có một cái đẳng thức là bất đẳng thức Chebyshev nhé. Bất đẳng thức Chebyshev nó nói lên là cái gì? Chúng ta thấy là cái xác suất P này của tổng của giá trị trung bình của N cái lần thử này, tức là x1, x2 cộng với xn chia cho N là giá trị trung bình, đúng không? Trừ đi mu là giá trị kỳ vọng. Đây chính là độ lệch của giá trị trung bình so với kỳ vọng, đúng không? Và cái xác suất của cái độ lệch đấy nếu mà lớn hơn một cái giá trị epsilon ấy thì nó luôn luôn nhỏ hơn được bằng sigma bình phương trên n epsilon nhé. Thế n đây là chính là số lần thử, đúng không? Vậy là nếu chúng ta n càng lớn thì cái vế bên phải ấy, nó có phải là càng nhỏ không? Cái vế bên phải càng nhỏ thì điều đấy có nghĩa là cái xác suất để cho cái giá trị trung bình mà lệch so với cái kỳ vọng quá epsilon nó càng càng nhỏ, đúng không? Tức là điều đấy có nghĩa là giá trị trung bình càng ngày càng tiến gần về với mu, được chưa? Đây là đẳng thức Chebyshev nhé. Bây giờ chúng ta đến cái định lý giới hạn trung tâm. Cái này nó rất là hay ở chỗ thế này. Giả sử chúng ta có một bạn đi khảo sát cái mức độ hài lòng của sinh viên trường đại học công nghệ về về các loại hình thức dịch vụ. Giả sử cái mức độ hài lòng cho từ 0 đến 100. Thế thì chúng ta thấy là có bạn thì trả lời 50, các bạn trả lời 70, các bạn trả lời 90, các bạn trả lời 100. Và về cơ bản thì chúng ta không biết được cái phân bố cái mức độ hài lòng là như thế nào. Nó cũng có thể là phân bố chuẩn, đúng không? Cũng có thể là phân bố chuẩn, nhưng mà về cơ bản là chúng ta không biết. Thế tuy tuy nhiên là nếu như chúng ta làm như thế này, mỗi bạn đi hỏi 20 người và lấy giá trị trung bình. Nha. 20 người và lấy giá trị trung bình. Thế thì chúng ta sẽ được, nếu mà chúng ta có 10 người đi làm cái chuyện đấy, 10 bạn đi làm, đánh số từ 1 đến 10. Bạn thứ nhất hỏi 20 người và lấy giá trị trung bình là được 70. Như trong cái bảng này. Bạn thứ hai hỏi 20 người và lấy giá trị trung bình là 76. Cứ như vậy bạn số 10 hỏi 20 người và lấy giá trị trung bình là 87. Thế thì chúng ta sẽ thấy này này, cái giá trị trung bình ấy mà thu được từ 10 bạn này ấy, cái giá trị trung bình đấy nó lại theo một phân bố chuẩn. Mặc dù cái không gian mẫu của chúng ta, cái không gian phân bố về cái mức độ hài lòng chúng ta không biết, nhưng mà giá trị trung bình thì nó lại theo phân bố chuẩn nhé, được chưa? Thế là cái điểm trung bình lại theo phân bố chuẩn. Đấy. Cái đấy là một cái rất rất là hay. Thì sau này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thứ. Và ở đây người ta nói tổng quát bằng công thức là giả sử x1, x2, xn là một dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố nhé, x1, x2 đến xn.
là có cùng phân bố với kỳ vọng là mu và phương sai là sigma bình phương. Chúng ta không biết phân bố của nó là gì, nhưng chúng ta chỉ biết là n cái đại lượng ngẫu nhiên này, các biến ngẫu nhiên này nó có cùng kỳ vọng là mu và phân phương sai là sigma bình phương, thì chúng ta biết là cái trung bình cộng x1 cộng x2 cộng xn ấy, cái sn bằng x1 cộng x2 cộng xn chia cho n, thì theo luật số lớn thì cái sn này, cái giá trị trung bình này sẽ tiến về với mu, đúng không? Tiến về với mu. Chúng ta và n càng lớn thì nó càng tiến gần với mu. Và chúng ta biết là sn này là có phân bố chuẩn với kỳ vọng là mu và phương sai là sigma bình phương chia cho n. Được chưa? Kỳ vọng và mu và phương sai là sigma bình phương chia cho n. Thế chúng ta thấy là nếu mà n chúng ta thử càng lớn thì cái phương sai bằng sigma bình phương chia cho n này nó càng nhỏ. Phương sai càng nhỏ thì điều đấy có nghĩa là gì? Sn này càng tiến gần về với mu, đúng chưa? Và chúng ta lưu ý là nếu chúng ta không muốn tính cái giá trị trung bình của n chia cho n này thì chúng ta có thể tính cái tổng là x1, x2, xn này, thì cái tn này có phân bố chuẩn với kỳ vọng là n mu, đúng không? Kỳ vọng là n mu, sn thì có kỳ vọng là mu, thì tn có kỳ vọng là n mu và có phương sai lúc này là n mu bình phương, được chưa? Tn có phương sai là n mu bình phương, được chưa? Thì đây là cái định lý dạng trung tâm, cái này rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta làm cho tôi cái ví dụ 1 nhé. Tèo và An chơi trò tung xúc xắc. Tèo sẽ tung con xúc xắc 30 lần. Mỗi lần tung, Tèo sẽ nhận được số điểm bằng số nốt ở mặt trên của con xúc xắc. Nếu tổng số điểm của Tèo nhận được sau 30 lần tung lớn hơn 120 thì Tèo sẽ thắng. Ngược lại, Tèo sẽ thua. Bạn hãy tính xác suất Tèo sẽ thắng An trong trò chơi này. Được chưa? Các bạn làm ví dụ 1, tôi sẽ để cái ví dụ 1 đứng qua xong, các bạn làm xong các bạn nộp nhé. Ở lớp trước làm cái ví dụ 1 này không tốt lắm. Rất nhiều bạn sai. Nên lớp chúng ta phải tập trung làm và cố gắng làm được tốt nhé. Bây giờ tất cả chúng ta làm. Có ai có câu hỏi gì về ví dụ 1 này không? Nếu không ai có hỏi, các bạn gõ OK vào cửa sổ chat cho tôi cái này. Tôi biết là các bạn đều OK để bắt đầu làm ví dụ 1. OK, cảm ơn các bạn. Các bạn làm ví dụ 1 nhé. Tôi sẽ đưa lên website luôn ha.
Ừ, em thấy. Thế. Em nói đi. À, thì giải thích lại cho em cái bất đẳng thức của số lớn đúng không ạ? Rồi. Cái x1 cộng đến xn chia n chính là giá trị trung bình đúng không em? Vâng. Nguy là gì? Nguy là kỳ vọng đúng không? Vậy là cái Vâng. trong cái giá trị tuyệt đối này này, nó chính là độ lệch của cái giá trị trung bình so với kỳ vọng đúng không? Vâng. Epsilon là một cái mà chúng ta mong muốn nhé. Ví dụ như chúng ta muốn tính cái xác suất của độ lệch này lớn hơn hoặc bằng 0.1 chẳng hạn. Thì Vâng. thấy chúng ta thấy là cái xác suất này nó sẽ nhỏ hơn được bằng sigma bình phương chia cho n epsilon. Và đây chúng ta thấy là n là số lần thử, và chúng ta thấy là nếu mà n càng tăng ấy thì cái bên phải này nó càng nhỏ đúng không? Vâng. Bên phải càng nhỏ thì bên phải càng nhỏ để dẫn đến là cái bên trái nó cũng càng nhỏ đúng không? Bên trái Vâng. càng nhỏ. Bên trái càng nhỏ nghĩa là độ lệch giữa cái giá trị trung bình với mu nó càng càng nhỏ đúng không? Vâng. Đấy, đấy, đấy là ý nghĩa của nó. Vâng.
Mình mới thấy có 4 bạn làm được. Chúng ta tiếp tục làm nhé.
Chúng ta sẽ ra chơi 10 phút xong chúng ta sẽ vào chữa nhá. Dạ vâng ạ.
Chúng ta tiếp tục nhé. Các bạn có nhìn thấy có một cái bài giải trên này không nhỉ? Bài này của ai nhỉ? Của bạn nữ nào đấy đúng không? Các bạn có nhìn thấy không? Dạ có. Bài này của bạn nào? Tác giả đâu nhỉ? Em chia cho cả lớp nhé. Em nói to hơn một tí được không? Hay là do loa của tôi nó bé nhỉ? Alo? Rõ hơn một tí nhưng vẫn bé. Nghe rõ hơn chưa? Rõ hơn rồi, em nói đi. Mày to, cố gắng nói to tí. 30 lần sẽ nhận được giá trị là từ x1 cho đến x30. Và mỗi cái biến mẫu như này sẽ nhận các giá trị trong khoảng là từ 1 đến 6. Thì ta có trung bình cộng là các cái biến mẫu như này sẽ là x1 cộng x2 cộng đến x30 chia cho 30. Và xác suất để kéo thắng thì tổng của các cái biến mẫu như này phải lớn hơn 120, thì trung bình cộng lúc này sẽ lớn hơn 120 chia 30 sẽ là 4. Thì ta có được kỳ vọng của số trên mặt trên xích sắt sẽ là 3,5 và phân sai sẽ là 35/12. Thì kỳ vọng của cái trung bình cộng này cũng chính là 3,5, còn phân sai của trung bình cộng sẽ là bằng phân sai của điểm số trên mặt trên chia n là bằng 7/2, thì có được độ lệch chuẩn sẽ là 0,312. Khi đó ta có z sẽ bằng x trừ mu trên sẽ bằng x trừ 3,5 trên 0,312. Ta cần tính xác suất của trung bình cộng lớn hơn 4 sẽ là bằng 1 trừ xác suất của trung bình cộng bé hơn hoặc bằng 4 là bằng 1 trừ xác suất của z bé hơn bằng 1,6 sẽ bằng 0,548. Rồi, cảm ơn em. Các bạn thử gọi cái kết quả các bạn làm được vào đây xem này, để tôi xem là kết quả nó so với kết quả này thế nào. Xem những bạn khác gọi kết quả vào cửa sổ chat nhé. Tất cả các bạn gọi kết quả vào cửa sổ chat nhé. Rồi, một số bạn làm ra kết quả là 0.048. Tại sao lại ra 0.048? Bạn nào có kết quả 0.048 thì chữa một cái xem nào. Đinh Triệu Đan, em có thể share cái màn hình của em để chữa không? Có. Nhưng em trước hết là em thấy cái kết quả 0.048 có bị chỗ nào không? Bị sai chỗ nào không? Cái kết quả này không ạ, em chỉ hiệu chỉnh cộng 0,5 vào thêm thôi. Cái này thì không cần hiệu chỉnh, cái này sao là phải hiệu chỉnh nhỉ? À, thế thì bài làm bạn đúng. Cái này chúng ta không phải hiệu chỉnh nhé. Cái hiệu chỉnh là cái chúng ta gọi là gì nhỉ? Chúng ta ước lượng bằng sử dụng phân bố chuẩn để ước lượng phân bố nhị thức thì chúng ta mới cần hiệu chỉnh. Còn bài này chúng ta không cần hiệu chỉnh nhé. Vâng, okay. Thế thì bài làm bạn đúng ạ. Thế bây giờ tất cả chúng ta làm ví dụ số 2 nhé.
Lớp này, lớp của chúng ta hôm nay tôi thấy là làm cái bài này ví dụ số 1 rất là tốt. Không hiểu sao có lớp cùng lớp môn này làm ví dụ số 1 hôm nọ rất là kém. Có lẽ là được cảnh báo trước nên các bạn làm cẩn thận thì làm rất tốt. Rồi chúng ta làm ví dụ số 2 nhé. Chúng ta cứ theo công thức làm thôi, chúng ta không cần hiệu chỉnh ở chỗ này đâu nhé. Tôi sẽ tạo cái ví dụ số 2 lên, các bạn làm xong các bạn sẽ nộp bài nhé.
Bây giờ tôi vừa upload một cái ôn tập, một cái file ôn tập lên trên đấy, có rất là nhiều bài tập. Và tất cả các bạn làm phần cuối của cái buổi học hôm nay là tất cả các bạn sẽ tự làm bài tập nhé. Sẽ tự làm bài tập ôn tập để buổi sau chúng ta thi cho thật tốt. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Em muốn chữa bài này. Rồi. Muốn chữa bài này. Bạn nào có thể chữa bài này được nào? Bạn nào có thể giúp là tôi thấy tôi xem một vài bài ở trong đấy thì đa số các bạn làm được đấy. Mình gọi Đạt Nguyễn. Bạn Đạt Nguyễn ở đây không? Nguyễn Đạt. Em có. Ok, thì bạn Nguyễn Đạt thử chữa xem. Để chút em xem này. Thầy nhìn màn hình chưa? Chưa, mình chưa, đợi một chút. Có thể mạng của mình hơi chậm. Giờ các bạn xem bạn nghe bạn chữa nhé, xong đoạn nào không hiểu thì chúng ta thảo luận. Từ đầu bài em có là hy vọng là 65 độ phương sai là lỗi chuẩn là 5 thì phương sai là 25, em tính phương sai là 25. Thì xét trên tập có 10 người thì là N sau 10. Thì em tính em sẽ tìm xác suất T10 nhỏ hơn 700 kg. Thì từ T10 em sẽ tìm được cái kỳ vọng của T10 là N nhân với cả kỳ vọng bên trên là 65 thì là 650. Còn bên dưới cũng vậy, tức là phương sai thì sẽ bằng là N nhân với cả phương sai của cái 25 này thì sẽ là 250. Từ đấy em suy ra được là độ chuẩn của T10 là 5 căn của 250 là 5 căn 10. Nên xác suất của T10 nó bằng 700, nghĩa là 700 người thì em tính ra Z là 700 trừ 650. Là 650 là cái kỳ vọng ấy, chia cho phương sai là 5 căn 10. Thì tính ra là 3.16 thì Z nhóm 3.16 chắc bảng ra 0.99921. Rồi, cảm ơn em. Các bạn khác mà chưa rõ lắm thử xem cái bài giảng này và cái bài giải này xem là có cái phần nào không hiểu không thì chúng ta cùng thảo luận. Đoạn nào các bạn còn chưa hiểu lắm chúng ta cùng thảo luận. Bạn Nam có thắc mắc gì chỗ nào không? Cảm thấy chỗ nào còn bối rối không? Em để tại sao cái phần trung bình lại lấy là phương sai ở đây? Tại sao chỗ nào? Cái phần trung bình của một người Việt Nam ấy là 65 cân thì tại sao nó lại là phương sai? À, nó lại là kỳ vọng. À thì giá trị trung bình kỳ vọng đấy, người ta kỳ vọng là 65 cân đấy. Giá trị trung bình kỳ vọng là phương sai là 5 rồi. À dạ vâng, em thì cũng không 10 nhân 6 năm tính kỳ vọng phương sai. Nó tại sao cái độ lệch chuẩn bình phương lại phải là n nhân với tức là cái độ lệch chuẩn tại n ấy, tại sao lại lấy là cái phương sai đúng không nhỉ? Phương sai. Thì tại sao lại lấy từ n đấy? Phương sai tại n thì tại sao lại lấy n nhân với phương sai bình phương? Tại vì đây là cái công thức mà bạn lấy theo t của n thì cái phương sai của cái t của n này nhá, nó sẽ có một cái phân bố chuẩn với kỳ vọng là n mu. N mu chính là 10 nhân 65 bằng 650 này. Với được. Phương sai là n sigma bình phương. Được chưa? Vâng, em cảm ơn thầy. Gì thì em không biết diễn giải bài này kiểu gì lắm nên là đấy, thì em về cơ bản em diễn giải như thế này là cũng được tạm được rồi đấy. Vâng. Là được nhá.
Các bạn nào có băn khoăn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nhé, tự ôn tập nhé. Các bạn nhìn thấy cái phần này. Phần này có phải nộp không hả thầy? Phần này không cần nộp em nhé. Phần sau là làm tự luận cũng nộp chụt ngay hả thầy? Cái phần ôn tập không? Cái phần ôn tập là phần tự cho các em làm thôi để chuẩn bị cho thi tuần sau thôi nhé. Tuần sau kiểm tra ý bạn ấy là tuần sau khi mà thi bọn em vẫn phải viết ra giấy rồi làm rồi nộp như thế này à? Đúng rồi. Đúng rồi. Các em sẽ viết ra giấy và nộp kiểu như thế này. Tôi sẽ căn dặn trước khi thi xem em sẽ làm như thế nào nhé. Các em báo trên Facebook của lớp để cho tất cả các bạn đều biết nhé. Vâng. Rồi. Trong bao nhiêu lâu hả thầy? Thi sẽ từ 60 đến 90 phút thì tôi sẽ làm đề và tôi sẽ căn cứ vào đấy để tôi quyết định xem là từ... Nhưng nó sẽ nằm trong khoảng từ 60 đến 90 phút thôi nhé. Dạ vâng. Ok, thế bây giờ các em làm bài đi.